Thư chúc mừng năm mới 2024, Xuân Giáp Thìn của Chủ tịch Hội. Nhân dịp đón mừng năm mới và Xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Người mù Việt Nam, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn hội những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Anh chị em cán bộ hội viên thân mến, năm 2023 là năm thu ba, năm bản lề toàn Đảng, toàn dân. Toàn quân nói chung và Hội người mù Việt Nam nói riêng đã ra sức nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 y và là năm đầu cán bộ, hội viên toàn hội triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Hội người mù Việt Nam lần thứ 10. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc cùng những kết quả đạt được trong suốt chặng đường gần 55 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, hội viên các cấp hội đã đoàn kết đồng lòng, chung tay góp sức nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức và hoàn thành tốt các chương trình nhiệm vụ công tác năm 2023 đề ra gắn liền với nhiệm vụ của Đảng, nhà nước cũng như cấp ủy chính quyền địa phương giao. Tổ chức hội tiếp tục được củng cố ổn định, tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo chuyên đề, ban hành sửa đổi một số văn bản phù hợp với tình hình hoạt động của hội trong giai đoạn mới. Trung ương hội đã chỉ đạo các tỉnh, thành hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ đúng tiến độ thời gian. Nổi bật trong năm qua, các cấp hội đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm cuộc vận động tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng và chương trình hành động việc làm, giảm nghèo bền vững, hội thảo massage khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 16, hội thảo thúc đẩy giáo dục phổ thông, tổng kết 25 năm công tác phụ nữ và trẻ em. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các công tác vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao dân trí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác phụ nữ, trẻ em hoạt động đối ngoại vận động tặng quà xây sửa nhà tình thương đẩy mạnh các phong trào thi đua đạt nhiều kết quả góp phần vào thành tích chung của toàn hội được các cấp các ngành đánh giá cao và luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam cùng các nhà hảo tâm nhiều tập thể cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý với những kết quả đã đạt được trong năm qua Chúng ta hân hoan đón chào năm mới 2024 trong không khí vui mừng phấn khởi của cả nước đang ra sức lập nhiều thành tích để chào mừng các sự kiện và ngày lễ lớn của đất nước trong năm. Phát huy tốt những kết quả đạt được của năm 2023, toàn thể cán bộ, hội viên sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, đẩy mạnh các nội dung hoạt động, đạt nhiều hiệu quả gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người mù, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Chào mừng 55 năm ngày thành lập Hội người mù Việt Nam ngày 17 tháng 4 năm 1969, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Mừng xuân mới, thắng lợi mới. Chào